Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chuyển sang câu số 11 của bài trắc nghiệm đề cương lớp 9 nhé. Khi nào thì nhà thờ được xây dựng? Vào năm 1980. Các bạn thấy cái trong câu này thì chúng ta có đối tượng đây là nhà thờ đúng không nào? The church. Và nhà thờ này là nó phải được xây dựng chứ không phải là tự nó xây nó. Cho nên câu này bắt buộc phải có bị động. Và các bạn luôn lưu ý cho mình nhé, là câu bị động bao giờ cũng phải có hai yếu tố là be và P2. P2 tức là động từ ở cột thứ 3 trong bảng động từ đứt cái tóc, hay còn gọi là V3, đúng chưa nào? Đó, thì mình viết này thôi cho các bạn dễ nhìn nhé. P2 là phân thứ 2 của động từ. Thế to be ở đây thì các bạn sẽ phải tự biến đổi nó phù hợp theo thì. Xem là trong câu này câu đấy ở thì gì, thì chúng ta sẽ biến đổi động từ to be này theo thì phù hợp. Ở câu này chúng ta thấy là thời điểm mốc của năm 1980, đây là một mốc thời gian quá khứ đúng không nào? Cho nên là câu này sẽ là câu ở quá khứ đơn. Và bị động ở quá khứ đơn thì bắt buộc là to be sẽ phải biến đổi thành was hoặc là were, đúng chưa nào? Rồi các bạn sẽ xem bốn đáp án này xem cái nào là quá khứ đơn nhá. Bị động ở quá khứ đơn này. Câu A này là is the church built. Đây là bị động ở thì hiện tại đơn, chúng ta không dùng được. To be ở đây là hiện tại thì chúng ta sẽ không dùng này. Câu B này, câu B là was, đúng chưa nào? Was đây là quá khứ đơn rồi này, nên câu này là đúng này. Là có to be này, rồi đến chủ ngữ, rồi đến động từ phân thứ hai, đúng chưa nào? Thì cái này ok đúng không? Câu C, câu này là câu quá khứ đơn nhưng lại ở dạng chủ động, cho nên câu này không dùng được này. Câu D, đây là thì hiện tại hoàn thành, có bị động nhưng lại ở thì hiện tại hoàn thành, thì chúng ta cũng không dùng được. Vì đã có thời gian cụ thể thì chúng ta sẽ không sử dụng thì hiện tại hoàn thành, mà chỉ sử dụng thì quá khứ đơn giản mà thôi. Nên đáp án cuối cùng sẽ là B nhé. Đây, các bạn bao giờ cũng phải phân tích câu ra là cái câu đó xem là thì gì này và có bị động hay không. Bao giờ cũng phải có hai cái yếu tố như thế. Sang câu thứ 12, Việt Nam được chia ra làm 3 vùng, 3 miền là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Rồi câu này cũng lại là câu bị động, đúng chưa nào? Việt Nam được chia ra thành 3 miền. Động từ chia, phân chia là động từ divide và bị động thì bắt buộc phải có yếu tố là gì? To be và P2 đúng không? Như mình đã nói ở trên. Thì to be ở đây các bạn xem là câu này sử dụng thì hiện tại đơn giản với chủ ngữ là Việt Nam là số ít. Như vậy to be sẽ ở dạng là is, đúng chưa nào? Và divide chúng ta thêm ed vào để biến thành phân thứ hai là divided. Vậy đáp án cuối cùng sẽ là C, is divided, đúng chưa? Câu D không dùng được vì to be ở đây là dạng R số nhiều, mà Việt Nam là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sẽ không dùng R nhé. Còn câu A thì cũng không dùng được vì đây device, đây là thì hiện tại đơn nhưng lại dạng câu chủ động. Việt Nam không thể tự chia thành 3 miền được, mà là được phân chia, được chia cách ra. Divided ở đây lại là chủ động mà là thì quá khứ đơn, cũng không dùng được. Đáp án cuối cùng sẽ là C. Câu số 13, bản báo cáo, the report, bản báo cáo phải được hoàn thành ngay bây giờ, right now. Bản báo cáo này phải được hoàn thành chứ không phải là tự nó hoàn thành nó đúng không nào? Cho nên câu này cũng là câu bị động. Mà bị động ở đây là với động từ khuyết hiếu. Các động từ khuyết hiếu ở đây mình liệt kê ra cho các bạn nhé. Bao gồm những động từ sau đây này. Can này. May này. Can là có thể. May là có lẽ. Must là phải. Rồi là shall. Shall là sẽ. Will cũng là sẽ. Rồi đến should là nên. Được chưa nào? Can, may, must, shall, will, should. Rồi. Mà để bị động của những động từ khuyết thiếu này thì đằng sau các bạn thêm cho mình be nguyên thể rồi đến P2. Đó. Đằng sau sẽ phải có to be này, nguyên thể này. Đấy, các động từ khuyết thiếu đây. Sau đó là đến to be nhá, be nguyên thể rồi đến động từ phân thứ hai. Đấy, dạng phân thứ hai. Rồi. Thế các bạn thấy trong các đáp án này thì có gì nhỉ? Chỉ có đáp án A là chính xác nhất thôi đúng không? Là be finished. Finish là động từ theo quy tắc, cho nên chúng ta thêm đuôi ed vào là biến thành phân thứ hai. Thế còn là is finished là sai đúng không nào? Vì đằng sau động từ khuyết thiếu chúng ta sẽ không chia động từ to be này ra nữa, mà để nó ở dạng nguyên thể là be luôn. Cái đáp án B này là sai nhá. Câu C này, finish là đang ở nguyên thể, thì nó lại dạng chủ động mất rồi, mà chúng ta đang cần câu bị động cơ. Cái báo cáo này phải được hoàn thành, chứ không phải là tự nó đi hoàn thành nó, đúng chưa nào? Câu C cũng không được. Còn câu D là be finished, có be nguyên thể rồi nhưng mà finish lại thiếu mất ed, nó chưa ở dạng phân thứ hai, nó vẫn đang ở dạng nguyên thể, nguyên mẫu, cho nên là chúng ta cũng không dùng được đáp án này. Vậy đáp án cuối cùng sẽ chỉ là A mà thôi. Be finished. Các bạn nhớ chưa nào?
Câu số 14 này. Việc hút thuốc, smoking là việc hút thuốc lá nên bị cấm ở nơi công cộng. In public là nơi công cộng. Ở đây có động từ should là nên đúng không? Nó cũng là thuộc nhóm động từ khuyết hiếu, động từ tình thái. Được chưa nào? Và đằng sau thì bị động của nó sẽ là be và thêm tâm từ hai của động từ chính. Ở đây động từ prohibit là động từ cấm đoán. Như vậy chúng ta thì sẽ viết là gì? Should be prohibited. Được chưa nào? Đáp án A thì thiếu mất be. Đáp án A đang là câu chủ động, không dùng được. Câu này phải là bị động thì việc hút thuốc phải bị cấm. Bị cấm chứ không phải tự nó cấm nó. Câu B này thì lại thiếu mất phân thứ hai, động từ chính này đang dạng nguyên thể, không được này. Câu C này thì lại là hiện tại đơn và câu chủ động, không được này. Vậy đáp án cuối cùng chỉ có thể là đi mà thôi. Nên bị cấm, được chưa nào? Câu số 15 nhé. Chúng tôi biết nhau. Each other ở đây có nghĩa là nhau, nhưng mà ở giữa hai người, giữa hai người với nhau thôi nhé. Còn từ ba người trở lên thì chúng ta sẽ dùng từ one another. Các bạn chưa nhỉ? Để mình viết ở đây nhé. One another là từ ba người trở lên. Đây, nên là nhau giữa ba người trở lên. Thế còn each other là nhau giữa hai người thôi. Đây, cái mình mở rộng thêm cho các bạn như vậy thôi nhé. Rồi, chúng tôi này đã biết nhau kể từ khi chúng tôi còn học trường tiểu học. Primary school là trường tiểu học. Các bạn thấy câu này có từ since đúng không nào? Since có nghĩa là kể từ khi. Và khi trong câu có hai mệnh đề, một mệnh đề có since là mệnh đề phụ, thì mệnh đề chính còn lại, mệnh đề không có since, chúng ta sẽ để thì hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là chúng tôi đã biết nhau kể từ khi chúng tôi còn học ở trường tiểu học. Đúng chưa nào? Ok. Tiếp theo câu số 16. Nam không có một chiếc laptop mà cậu ta ước gì cậu ta có một chiếc. Rồi, câu này chúng ta lại thấy có sử dụng động từ wish, đúng chưa? Và đây là điều ao ước cho hiện tại. Vì hiện tại là Nam không có một cái laptop nào cả. Và cậu ta ước gì cậu ta có một cái. Thì các bạn cứ nhớ là đằng sau, động từ đằng sau chủ ngữ thứ hai này, chúng ta sẽ luôn để ở dạng quá khứ hoặc là quá khứ hoàn thành nhé. Nếu mà điều ước đấy cho hiện tại thì chúng ta sẽ để thì quá khứ đơn giản. Ở đây bốn đáp án thì chỉ có duy nhất đáp án A là had là đúng mà thôi. Has là thì hiện tại đơn thì không dùng được này. Will tương lai không được này, can have hiện tại cũng không được này. Các bạn nhớ chưa nào? Nếu mà để will thì phải là would, chúng ta phải đưa về quá khứ hết. Là will thì biến thành would, can thì biến thành could. Các bạn nhớ chưa nào? Về động từ wish này thì trong video hôm trước là mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng động từ wish rồi. Đây ở trong cái video lần trước ở câu số 2 nhá. Đây nha. Đây nhá. Phần câu số 2 này thì bạn nào mà quên thì chúng ta có thể mở lại ra trong video trước và chúng ta xem nhá. Câu từ câu 1 cho đến câu 10 trong video đó là mình cũng có hướng dẫn cho cụ thể cho các bạn rồi. Ok, chúng ta tiếp sang câu số 17 này. Nga nói rằng cô ấy phải rời đi. Điền một cái chặng đường thời gian vào đây. Now là bây giờ, then là khi đó, tonight là đêm nay, và today là hôm nay. Các bạn thấy ở đây câu này thực chất chính là một câu gián tiếp đúng không nào? Một câu nói gián tiếp. Và thời điểm nói câu này là gì? Said, ở đây là quá khứ này. Nga đã nói rằng cô ấy phải rời đi. Phải rời đi khi nào? Rời đi ở khi mà thời điểm Nga nói câu này là quá khứ, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ phải chọn thời gian ở trong quá khứ là then đó, chứ không phải thời gian ở hiện tại. Now hay tonight hay today đều là thời gian của hiện tại. Thì các bạn sẽ chọn thời gian là then, là khi đó nhé. Rồi, xong câu số 17 này. Câu số 18 là một câu hỏi đuôi. Quang có thể chơi tennis rất là giỏi, phải vậy không? Với câu hỏi đuôi thì các bạn bao giờ cũng sẽ phải chú ý hai yếu tố. Thứ nhất đó là động từ chính của mệnh đề đằng trước. Các bạn xem nó là dùng động từ gì nhé. Đây là động từ khuyết hiếu này, đây là động từ can, đúng chưa nào? Thì đằng sau chúng ta cũng sẽ sử dụng động từ khuyết hiếu này để làm câu hỏi đuôi. Và yếu tố thứ hai là các bạn xem ở cái mệnh đề chính này, nó đang ở dạng câu khẳng định hay phủ định. Vì là cái vế câu hỏi đuôi này nó sẽ ngược khẳng định phủ định so với mệnh đề chính. Nếu mệnh đề chính này là khẳng định thì câu hỏi đuôi sẽ là phủ định. Nếu mệnh đề chính này là phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ là khẳng định. Hai cái nó sẽ bị ngược nhau. Các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái bập bênh ấy, một đầu lên và một đầu xuống. Như thế. Các bạn thấy ở đây có động từ can này. Rồi và nó là dạng câu khẳng định đúng không nào? Thì chúng ta sẽ biến nó thành can't. Đó. Can't. Và tiếp theo sẽ là đại từ làm chủ ngữ đúng chưa? Quang ở đây là nam, nên chúng ta sử dụng đại từ là he. Sẽ là can't he, đúng chưa nào? Phải vậy không? Chúng ta sẽ chú ý đến hai yếu tố là loại động từ này và khẳng định hay phủ định.
Xem nào. Tiếp theo câu số 19 này. Có một chấm chấm tre, bamboo là tre, xem nào. Ở lối vào của ngôi làng. Ở đây có bốn từ là forestry. Forestry có nghĩa là lâm nghiệp nhé. Lâm nghiệp. Forestation là sự trồng rừng. Đây là sự trồng rừng hoặc việc trồng rừng. Đều là danh từ này. Forest ranger là kiểm lâm này. Forest là rừng. Từ này cho các bạn biết rồi đúng không nào? Cả bốn từ này đều là danh từ. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ chọn một từ thôi mang nghĩa thích hợp nhất là gì? Có một khu rừng tre nhỏ ở lối vào của ngôi làng, đúng chưa nào? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D. Khu rừng thì chúng ta sẽ chọn từ forest, đúng chưa nào? Còn ba từ kia mang nghĩa khác rồi, đều liên quan đến rừng nhưng không phải là chỉ đích danh khu rừng. Ok, xong câu số 19 này, sang câu 20. Anh ta từng used to cộng động từ nguyên thể ở đây thì có nghĩa là ai đó đã từng làm việc gì đó trong quá khứ nhưng việc đó đã hoàn toàn kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc trong quá khứ rồi và hiện giờ không còn làm nữa. Đã từng nhá, nên các bạn nhớ cái này. Anh ta đã từng làm việc toàn phần thời gian, full time, nhưng giờ đây anh ta lại là một công nhân làm việc bán thời gian, part time, là bán thời gian. Rồi, đằng sau used to thì chúng ta để động từ nguyên thể nhá. Động từ nguyên thể work, đúng chưa nào? Câu số 21 này. Chúng ta hãy đi đâu đó để uống cái gì đi. Rồi, đây là một câu gợi ý mời rủ đúng không nào? Và đằng sau let's có nghĩa là chúng ta hãy. Và đằng sau let's thì chúng ta sẽ để động từ nguyên thể nhé. Go somewhere. Let's go somewhere. Được chưa nào? Ok chưa các bạn? Xong rồi này. Câu số 22. Tôi ước gì cậu đi cắm trại với chúng tôi vào ngày mai. Tomorrow có nghĩa là ngày mai. Và các bạn thấy ở đây là cái điều ước này là ước cho một việc trong tương lai đúng không? Và ước trong tương lai thì chúng ta sẽ để là gì nhỉ? Động từ sẽ ở đây có gì? Would hoặc là could. Các bạn nhớ nhé. Cứ ước cho tương lai thì sẽ có được would hoặc là could. Đây các bạn chỉ có đáp án duy nhất B là would go mà thôi. Ok chưa nào? Phần động từ wish này rất là hay bị hỏi nên là các bạn cố gắng ghi nhớ công thức luôn nhé. Sang câu số 23 này. Họ đã sống trong ngôi nhà đó trong suốt vài tháng. Khi các bạn thấy có một cái cụm là gồm for này, rồi đến từ chỉ số lượng này, đúng chưa nào? Và từ chỉ thời gian thêm s. Đấy thì có nghĩa là trong suốt thời gian bao nhiêu lâu đó thì câu đó sẽ luôn sử dụng từ hiện tại hoàn thành. Đây, thì hiện tại hoàn thành đáp án sẽ là C, have lived. Ok chưa nào? Họ đã sống trong ngôi nhà đó được vài tháng rồi. Rồi, xong câu 23 này, sang câu 24. Trời mưa rất to. It rains heavily. Trời mưa to, mưa nặng hạt. Chấm chấm. Tôi không thể đi xem phim với bạn. Có bốn đáp án là because, and, but, or so. Chúng ta sẽ phải điền một trong bốn cái liên từ này vào đây. Because có nghĩa là bởi vì, chỉ nguyên nhân, đưa ra lý do, đưa ra nguyên nhân. Nếu mà đưa because vào đây sẽ là trời mưa to bởi vì tôi không thể đi xem phim với bạn. Nếu như các bạn đảo cái ý events heavily này ra đằng sau hoặc là đưa because lên đầu câu này thì được. Bởi vì trời mưa to tôi không thể đi xem phim với bạn thì mới được. Hoặc là tôi không thể đi xem phim với bạn bởi vì trời mưa to. Nếu như chúng ta để đảo lại ý như thế thì mới logic. Còn nếu mà để because ở đây thì sẽ không được, không hợp lý nhá. Tiếp theo là end, có nghĩa là và. Liên từ và này sẽ sử dụng trong câu mà có hai ý tương đương nhau. Trong câu này thì không có hai ý tương đương nhau nên không được, đúng không nào? Trời mưa to và tôi không thể đi xem phim. Thì câu này đưa vào không hợp lý này. Tiếp theo là từ but. But có nghĩa là nhưng và chỉ ý nhượng bộ, đúng không nào? Và đây thì sẽ là gì? Trời mưa to nhưng tôi không thể đi xem phim với bạn. Và đưa but vào đây thì câu này không có ý nhượng bộ cho nên cũng không dùng được này. Còn mỗi từ sâu thôi. Sâu có nghĩa là bởi thế, bởi vậy. Chỉ nguyên nhân và kết quả, đúng không nào? Trời mưa to, bởi thế tôi không thể đi xem phim với bạn. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng đáp án cuối cùng là so. Các bạn nhớ chưa nào? Xong đến câu 25 nhé. Bố của tôi bắt đầu dạy học trong một ngôi làng nhỏ cách đây 10 năm. Các bạn thấy trong câu này có từ ago. Cứ khi nào mà có từ ago thì câu này sẽ luôn sử dụng từ quá khứ đơn giản nhé. Cách đây 10 năm là mỗi mốc thời gian chính xác, cụ thể với những hành động mà đã xảy ra trong quá khứ và có thời gian cụ thể thì chúng ta sẽ sử dụng từ quá khứ đơn. Quá khứ đơn trong câu này. Ở đây bốn đáp án chỉ có đáp án B là quá khứ đơn giản mà thôi. Started. Thế còn has started đây là hiện tại hoàn thành này. Không được này. Starts ở đây là hiện tại đơn, không được này. Is starting ở đây là hiện tại tiếp diễn, cũng không được này.
Các bạn cứ nhớ là có over thì chúng ta dùng quá khứ đơn giản nhé. Ok, mình sẽ tạm dừng video ngày hôm nay tại đây nhé, để tránh video quá bị dài và chúng ta khó theo dõi. Trong video tiếp theo mình sẽ chữa tiếp từ câu 26 nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.